Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghĩ Sách của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với buổi số 10 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3 chuyên sâu về đầu tư. Cuốn sách này nằm trong bộ sách Dạy con làm giàu tác giả Robert Kiyosaki. Và hôm nay thì mình nhận được 22 câu hỏi. 22 câu hỏi này thì nó bắt đầu từ chương số 18 các bạn ạ. Và chương này thì nó chuyên sâu về các kiểu nhà đầu tư và nó sẽ kéo dài đến chương 22. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái câu hỏi của ngày hôm nay nhé. Câu hỏi đầu tiên, nhà đầu tư bên trong nghĩa là gì? Thì nhà đầu tư bên trong nghĩa là một người đầu tư từ phía bên trong cơ hội và có khả năng kiểm soát quản lý ở một lúc nào đó. Câu hỏi số 2, tại sao người cha giàu lại khuyên con mình trở thành nên nhà con người con của mình con ruột của mình nên trở thành nhà đầu tư bên trong? Bởi vì là điều này là bởi vì là bạn không cần phải có nhiều tài sản hay nhiều thu nhập để có thể được coi là xếp ở cấp bậc nhà đầu tư bên trong này, và nó còn là một cái cách thức là quản lý, một cái cách thức đầu tư quan trọng là nhằm giảm thiểu rủi ro và có thể tăng lợi nhuận cao nhất. Thì đó chính là cái lý do tại sao mà người cha giàu nên khuyên cả hai con của mình, một con tác giả và một con ruột của mình trở thành nhà đầu tư bên trong. Câu hỏi số 3, lợi điểm của nhà đầu tư bên trong là gì? Thì lợi điểm của nó là một người có thể hiểu biết về tài chính, có thể là một người bạn có kỹ năng và kiến thức về tài chính nhưng bạn không có đủ tiền, nhưng mà bạn có mức đầu tư ở đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư bên trong. Và đây chính là cái điểm xuất phát của rất nhiều người trong giới đầu tư. Tức là họ sẽ xây dựng, khi xây dựng kinh doanh cho mình thì các nhà đầu tư bên trong cũng đang xây dựng cho họ một cái tài sản mà họ có thể quản lý hoặc bán đi hoặc đem niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và những cái phần này mình sẽ giới thiệu sâu về sau. Thì đó là một số những lợi điểm cơ bản của nhà đầu tư bên trong. Câu hỏi số 4, cách để nhà đầu tư bên trong kiểm soát là gì? Và là cách để kiểm soát nhà đầu tư bên trong thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 ý chúng ta có thể kiểm soát được. Đầu tiên đó chính là kiểm soát chính bạn. Thứ hai là kiểm soát thu chi tài sản trên nợ. Cái thứ ba là kiểm soát về việc quản lý đầu tư. Cái thứ tư là kiểm soát về thuế. Thứ năm là chúng ta sẽ kiểm soát về khi nào chúng ta nên bán và khi nào nên mua. Thứ sáu, kiểm soát về giao dịch thông qua môi giới. Thứ bảy, kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Thứ tám, kiểm soát về các điều kiện điều khoản hợp đồng. Thứ chín là kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. Đó chính là những cái cách để kiểm soát nhà đầu tư bên trong. Câu hỏi số 5, một nhà đầu tư bên trong cần hội tụ những điều gì? Thì chúng ta lại có cái công thức 3K, đó chính là công thức cái K đầu tiên chính là chữ K về kiến thức, K thứ hai chữ K về kinh nghiệm, và thứ ba đó chính là chữ K về khoản tiền dư dồi dào. Câu hỏi số 6, bạn sẽ là một bộ câu hỏi giúp bạn đưa ra quyết định bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của mình không, và những câu hỏi đó là gì? Thì trong cuốn sách đã định rõ rằng là cuốn sách thì trong phần này thì cuốn sách đã chỉ ra rằng là chúng ta có những câu hỏi để giúp bạn có thể là quá trình quyết định cái quá trình đó. Thì có một số câu hỏi sau, ví dụ như là câu hỏi bạn có còn thích thú với doanh nghiệp của mình hay không, hay là câu hỏi số 2, bạn có muốn bắt đầu với một doanh nghiệp khác hay không, hay là chẳng hạn như là bạn có muốn về hưu hay không này, hay là doanh nghiệp của bạn có lời không, doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh không và vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn không. Thì đâu đó khoảng 13 câu hỏi, và 13 câu hỏi này sẽ giúp bạn trả lời cái vấn đề đó, chính là bạn có quyết định nên bán một phần doanh nghiệp của mình, tức là bán một phần cổ phiếu của mình, hoặc là bán toàn bộ cái doanh nghiệp của mình hay không. Câu hỏi số 7, nhà đầu tư thực sự là gì? Thì nhà đầu tư thực sự được định nghĩa là những người tạo ra tài sản có trị giá hàng tỷ đô la cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Câu hỏi số 8, bạn biết những ai trở thành nhà đầu tư thực sự không? Thì mình có biết hai người. Đầu tiên đó là người đó chính là Bill Gates, và thứ hai là Warren Buffett. Thì hai ông này là hai chủ tịch tập đoàn khổng lồ nhất thế giới hiện tại, thời điểm hiện tại, và có doanh thu hàng tỷ đô la, và chính là tập đoàn Microsoft và tập đoàn Berkshire Hathaway. Câu hỏi số 9, họ có chung điểm gì để trở thành giàu có? Thì cả Bill Gates và Warren Buffett đều trở nên giàu có, và không phải vì họ có lương cao hay là có những sản phẩm vĩ đại của riêng bản thân mình, mà cái khả năng của họ chính họ lập nên những cái công ty vĩ đại và niêm yết chúng ra thị trường. Câu hỏi số 10, những ưu và nhược điểm của việc IPO. IPO là viết tắt ở việc niêm yết chứng khoán hoặc là nên sản các bạn ạ. Thì có một số những điểm sau đây. Cái điểm thứ nhất đó là cho phép doanh nghiệp đổi một phần vốn tự có của mình lấy tiền mặt để đầu tư. Ưu điểm thứ hai đó chính là tăng vốn kinh doanh. Ưu điểm thứ ba đó chính là trả nợ. Và ưu điểm thứ tư đó chính là tăng giá trị thực của doanh nghiệp. Và ưu điểm thứ năm là cho phép công ty sử dụng quyền mua cổ phiếu và các khoản phúc nợ để chi trả cho các nhân viên. Bên cạnh đó là cũng có một số khuyết điểm. Đó, khuyết điểm đầu tiên là chính là hoạt động của doanh nghiệp sẽ trở nên công khai với mọi người, và bạn sẽ bị buộc phải báo